Lấy cái này xuống này. Hello Dung, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung thu hoạch củ cải, rồi thu hoạch cúc như cải luôn. Tại Dung cũng sắp về Việt Nam rồi, có gieo củ cải như vậy là Dung cũng thu hoạch cho nó gọn gàng. Cũng lâu lắm rồi Dung chưa về Việt Nam thăm mấy anh chị và các cháu. Cái này lấy xuống dưới đây mình ngồi mình thu. Cái này kêu cái gì quên rồi ta? Củ cải đỏ. Củ cải đỏ, ok. Trong cái chỗ nó còn tốt chưa, mưa chưa. Nó có ra bông luôn nè, hả nè. Còn bông, ôi bông nó cũng đẹp kìa. Cái bông nó ra một trắng màu đẹp luôn. Cái trắng nó hơi nhỏ. Oh, wow, let me see. Đó, nó ra bông nè. Bông cũng đẹp, nhớ làm cánh cũng được nữa. Nãy lúc kìa. Ra bông đẹp. Lấy hết hả? Nhưng mà mình lái xuống rồi, đỡ mình nghỉ ngồi mình thâu vậy hả nè. Lấy như làm cho nó thu hoạch cho nó dễ hả? Ok. Em không gỡ nó cao quá. Cao quá như cao quá thu hoạch không được, mình phải lấy xuống dưới đất. Đó là mà tía tô đó. Đây là rau lá xương xăm của ta đó. Đấy. Mười chậu không? Mười chậu, nhưng có mười chậu củ cải đỏ. Hôm nay thu hoạch củ cải lắm, mình sợi rồi, đó, củ cải đó. Này. Kết quả trồng được mình được trồng 3 tháng như là cái 2 tháng hả? Dạ. Là cái 2 tháng là phát nhanh mà. Cũng nhỏ nữa. Có bụi quý trong này luôn. Nhỏ lớn cũng nhỏ. Cú già. Cú này. Cú này. Cú này thương quá. Hai cú luôn nè. Cũng có kết quả trồng cũng có. Cái bông đẹp nữa chứ hên đi. Bông đẹp quá. Bông làm cánh được nữa. Đẹp hết các bạn ơi. Thương quá luôn này. Cái đỏ. Dạ. Củ này bự này. Củ này bự. Lâu chứ, lâu đó. Quá bự luôn nè. Lâu đó, I want to see that. Ooh, wow, nice. Củ cải này á, thu hoạch vô xem ngồi. Cái này ăn sao, ăn sống hả? Ăn sống, mình làm gỏi. Làm canh, gỏi, nấu canh được luôn. Nấu canh được luôn hả? Nấu canh được luôn. Làm sống, làm xà lách á. Yeah. Ê, củ này lạ lạ này ha. Lấy trong mình có lý nữa. Dạ. Này, lấy chứ. Đây. Đó. Như này, như này, như này. Đó, củ đã chưa? Ừ, dạ, con này, con này. Ý. Này. Vô lên. Thế thì vừa. Cái nhỏ này. Cái nhỏ này. Thương quá luôn. Nhổ hết luôn. Hôm nay Dung nhổ được mười chậu củ cải đỏ. Hôm nay vô làm gỏi làm gì? Mình ăn sống, sốc, làm sốc, gỏi sốc, nấu sốc, canh sốc. Cũng được hết luôn. Hôm nay vô ăn gì nó đầu tiên thứ tư này. Dung làm gỏi đi, trộn ra gỏi này ha. Giờ Dung đi qua Dung hái rau càng ô, rau cải. Càng ô này là Dung cắt được thứ hai rồi á các bạn. Hôm nay mình thu hoạch càng ô, cái này là kỳ trước mình đã thu hoạch hoa qua rồi. Mình bỏ phân lên trở lại, tốt kìa chưa? Lần này cũng ok ha, nắng ấm và mát mát rồi nó lên. Này hình chịu mát ha. Cái này là đó, Dung thu hoạch lần hai á, hồi bữa các bạn có nhớ không? Dung thu hoạch lần đầu á, xong rồi Dung bỏ đất lên. Tưới phân để nó lên lại nữa. Mà lần này là chắc Dung cắt xong rồi Dung không có bỏ đất tưới phân nữa đâu. Tại Dung cũng sắp về Việt Nam á, là Dung cắt xong rồi là Dung đỡ khô, chứ Dung không có tưới nước nữa. Tại đó. Để mình thu hoạch xong rồi để đất trống. Để đất trống. Xong đi du lịch xong rồi về làm tiếp đúng không? Dạ. Đúng rồi. Chứ còn nếu như mà Dung có thời gian á, là Dung bỏ đất tưới phân là nó lên nữa. Lên nữa. Cái này là nó lên được hai này. Mình đi du lịch thì không có ai chăm sóc, nó không có lên, cho nên mình bỏ đất không đi một tháng đi. Sau khi du lịch về rồi mình sẽ trồng tiếp. Đó. Được hai này các bạn. Được hai mà ngon rồi chứ. Các bạn nhớ mà. Cái video trước mình có thâu bỏ lên rồi.
Nhờ là hôm nay là Dung phải hái như không là đỡ nó ra bông nữa chứ. Dạ bông già. À. Bữa nay già ăn nó đắng lắm nha. Dạ, nồi này dạ ăn nó đắng. Đắng cho nên phải non non là ăn được rồi. Ngon quá, non quá, bây giờ còn non hơn luôn á. Bữa Dung hái Dung đốt nhanh luôn. Ăn nó ngon làm sao luôn á. Nhưng mà còn non béo luôn phải không? Quá trời non luôn. Bông ở đây Dạ. đó. Quá trời non luôn. Trên cái bông dưới có tàn ô. Thơm luôn á, ngon nhưng mà ngon còn non, non béo luôn. Ăn hủ tiếu đi, cái này ăn hủ tiếu còn ngon lắm. Hủ tiếu hả? Dạ. Chứ không phải ăn mì tôm hả? Ăn mì tôm còn ngon, ăn mì tôm thì mình vô mình làm ăn liền. À, tôm mì tôm bé rồi. Hủ tiếu ăn còn ngon Hoặc là lắm. luộc 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 xong cái luộc hột vịt chấm nước mắm. Anh gửi. Cái nào cũng ngon hết, rau cắt vô là cái nào ăn cũng ngon hết Rất luôn. là rau như rau gọi là rau sạch đó nha. Không có phân nhiều đó, chút sâu luôn không có sạch luôn. Nhưng mà nó cũng quá sâu, đỡ. Ngon quá luôn. Đó. Chắc là nó hết luôn. Hết hôm nay luôn đi. Cái hết hôm Tại nay mình luôn. không có để nó lên nữa. Lên nữa không có người chăm sóc nó già uống. Để đất cho nó nghỉ ngơi 1 tháng đi. Nghỉ ngơi 1 tháng là đi về là Mình đi chơi về thôi, xong mình trồng tiếp. đi mau mình cuốc đất lên, Cuốc xoay cuốc lên. cho khứ rồi đỡ cho khô, là mình đi về là mình trồng nữa là tốt luôn. Rồi xong. Đó, Đó. hái nhiêu đây xong rồi Dung qua Dung thu hoạch cải luôn rồi các Hôm nay bạn mình ơi. đi thu hoạch cái luôn hả? Cải nhiêu ở trong thùng. Đó. Và Dung qua Dung vô mấy củ cải trong mấy ô nhỏ nhỏ này nữa luôn. Hôm nay là mình phải nhổ hết luôn. Ở đây có mấy củ cải này. À này, cái này Vài nhổ luôn cho rồi. củ gì đó. Nhổ luôn cho Vô rồi. luôn đi. Nếu mấy cái có củ còn cái thì lại cũng được. Để lên bông cũng đẹp cho bộ. Cái củ vô đi, cái củ vô đi. Này có củ luôn này. Nhổ bớt củ này cho bụi bí nó lên, có bụi bí Ok. luôn. Thương không? Thương quá luôn này, cái này thằng này này. Ồ. Chua giờ. Đó. Cái này có củ mình nhổ đi. Để cứu ở cái này Cái này nhổ luôn này. lớn nữa Lớn nhiều rồi này. rồi. Cái này luôn, cái này luôn. Ok được rồi. Ở cái này này, Đó. ở cái này cũng nhỏ xíu, kệ nó đi. Để Nhỏ. ra điện, để ra điện, ok, để ra điện rồi. Cái này còn nhỏ. Rồi. Cái củ cải này mà nó ở trong bát á là củ nó không có phát triển đó nè. Nó còn nắng hả? Đó, nó còn nắng. Đường mát thì Cái này nó còn nắng. Cái này nó còn nó nắng. hôm nay mình có bụi Còn bụi gì nắng. quên ta Cao su. xu nên nó yếu quá nó không lên mà tháng năm Su lạnh là quá. mới tới đó không biết chừng nào có trái lên này bây giờ đó được có 2 bụi này Hả? nó đây, đây là xu đó nó có trái Su. đây mình có bụi Hôm nay là lạnh quá bụi luôn, bụi gì hơi quên nữa chậm. rồi ha Một ngót. ngót 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 bắt đầu nó ra đọt đó ngót mua lên năm rồi đó mà được như đó đó ở đây buốt chứ cũng không chịu ha Ở xứ lạnh. giờ đi Đi ra sao quả ra cái hái cải luôn. ha ok let's go Rồi Dung đi qua qua ở phía trước này Dung trồng cải với cúc với rau dừa ở trong thùng. mình cúc xong rồi cái xong rồi cái cú xong rồi bây giờ tới cái lá Cái lá cái đó là kêu cái gì cái bể xanh cái bề này xanh Dung nhiều ở trong thùng trong này nhiều, trong Dung chậu này phải nhổ hết luôn, mình nhổ thử lên thử. đi Ồ, dày dày quá, quá thôi dày quá chắc chắc quá, cái dày quá chắc hay ha, cái đi quá là dày luôn nó cái đi tham lắm, mơ quá, phải phải ở đây hái nó có 3 thùng 3 thùng mà giờ bỏ vô đây. đó 3 thùng 2 thùng cái 1 thùng kia thì vừa có cúc vừa có trái vừa có gì nữa đủ thứ gì hết Cúc nè nè bên đây nè, cái đi qua bên đây ngoài đi, cải cúc nhờn nhiều luôn, sẽ hết luôn ngon này đó. cứ Rồi rồi để vậy lại đi rồi đây đỡ lớn chút để xíu lớn nữa, xíu đi để mình ăn hái cái này trước đi giờ với Dung cắt hết đi rồi đây nè. cắt hết đi Đúng. dày quá Vậy quá Dung Dung ha ham quá, mơ quá, thích quá, mốt cái gieo thấy xưa đi vậy hột nhỏ nhỏ thành mình cứ gieo á, vậy nó lên
Wow, Trời, trời. cái này vô ăn lẩu mơ luôn rồi. Lẩu Ngon luôn. Quá trời ngon. Nhỏ nhỏ ngon nhỏ không à. Mình gieo trong thùng còn khó cắt hơn. Thưa thưa thì ok, anh dữ nè. dày quá. Nếu thưa thưa thì kỳ sẽ có kinh nghiệm, ok. Yeah. Don't put too much in there. Nhìn cái hột gái nó nhỏ đó thì mơ quá ham luôn, Ok. ham luôn, rất là mơ luôn này các bạn ơi. Rồi như hôm nay Một thùng hay còn thùng bữa khác các hả? Ăn không hết nhiều quá. hả? Ok. Mơ quá luôn này, non ơi là non. Let me Cắt see. xong mình vụ 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 vậy mấy, nó nhỏ Chưa xíu nôn rồi cỡ đó, ngon nào? này. Mơ Chưa. yeah. Ok. Non ơi là non luôn nè đó. Mơ luôn. Cái này thua hơn, lá nó bự Đó, phải cũng không, nói đó mà thưa lá đó bự như một giống nó luôn đó rồi có đó cút nữa. đó. Mà cho bà nội ít ăn nha, mình Để ăn cho bà nó nội ít ăn đi, ăn hết cho bà nội ăn. Bà nội là thích ăn gải mì tôm á, rồi. gải non á, ăn với mì tôm á non lắm, ngon ơi xới đất nhổ hết luôn. Mình đỡ phơi khô á, xong rồi Dung trồng, Dung thích trồng xà lách son á hả mấy ơi. Ồ, cái này rất cho ngon này. Dạ khu mình nó lạnh á, Oh yeah, really, cái này là cái thuộc mấy chồng cho nó thấy đó. khu mình nó lạnh á, mình trồng xà lách son Đúng được rồi. nhá. Oh yeah, với mấy thùng này đừng giữ nước này. Thùng phải giữ nước, trồng xà lách Oh son như nice. rau đánh Nhật như còn nước Là có lý này, là mình đừng trồng đừng trong đừng đây giữ cái được. này nữa. Dạ hả, là mình trồng trong đây được nha. Ok. Good idea. Dạ. Hôm nay Dung thu hoạch là củ gái đỏ, Cụ cái gái cúc, hoặc là đàn tặng ô, ô này, cái gái xanh cái cái xanh, gì, cái cái bể xanh mà xanh. như vậy á, nhỏ nhỏ mình đỡ mình ăn sống còn ngon lắm này. Đây đây, đây là đi phần Ngon, củ cải là đỏ thuộc ngon cái đó này. ha. Wow, Dung cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Dung mời cô chú, anh chị và các bạn xem tiếp video của Dung là trước khi Dung gia đình của Dung đi về Việt Nam á, Dung làm những gì cho cô chú, anh chị và các bạn xem. Thank you. Alright, Bye see you guys next video. Đấy, giờ làm gì đó? bye. Rửa mấy cái cây đỏ này cho Đó, phải giờ bắt ra đầu mình màu đi. rửa, rửa của cái. Nhớ cho mình rửa nữa. Oh wow, look nice. Nice looking when you washing. Đẹp không? Clean Thương không các bạn? Thương quá để luôn mình nha. nhổ giờ mình rửa nó nhìn thấy đó, đó. Chùa củ này nó bự không? Cuối bự nhất Củ này anh hai nè, anh hai chị hai trong này nè. đó. Anh hai chị hai nè. Củ màu đỏ, lá màu xanh xanh Ok, á. done, right? Thấy nó thương ghê luôn ha. Wow, beautiful, right there. Have that. Oh yeah. Ooh, perfect. Thích quá, thích quá. Oh. Thank you.